Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 3. Trong video này, chúng ta sẽ học bài số 9, Unit 9, Colors, các màu sắc, Lesson 2, tiết số 2. Trong Lesson 2 này, chúng ta sẽ học về các cái màu sắc và cách hỏi và trả lời về màu sắc của các đồ vật. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau học các cái từ vựng với nhau. Các bạn sẽ cùng nhìn vào bức tranh và sau chúng đó chúng ta sẽ cùng lắng nghe và luyện đọc các từ vựng mới với Miss nhé. Black, black. White, white. Green, green. Orange, orange. Chúng ta sẽ cùng ôm lại các từ vựng mình vừa mới học cùng một số các cái từ vựng mình đã học về màu sắc trong tiết số 1. Black, white, green, yellow, orange, brown, blue. Để giúp các bạn có thể nhớ từ vựng một cách nhanh và nhớ lâu được thì Miss sẽ cho các bạn chơi một trò chơi. Các bạn sẽ cùng nhìn vào cái hình ở bên tay trái chứa cái màu sắc và các bạn sẽ cùng chọn một từ vựng tiếng Anh tương ứng chỉ màu sắc đó ở bên tay phải. Ví dụ ở hình đầu tiên chúng ta sẽ có màu đen, vậy từ chúng sẽ là black và đáp án chúng ta sẽ chọn là đáp án D, black. Các bạn sẽ làm tương tự với những cái hình phía sau nha. Sẽ đến với trò chơi thứ hai, các bạn sẽ để ý phía sau những ô màu này sẽ có một từ vựng chỉ về màu sắc. Miss sẽ mở từng ô màu ra và các bạn sẽ đoán thử cái từ vựng ở phía sau những cái ô màu này là từ vựng tiếng Anh gì. Chúng ta đến với từ vựng đầu tiên. Chúng ta cùng đọc lại từ vựng một lần nữa nè. Black, white, green, yellow, orange, brown, blue. Chúng ta sẽ đến với phần cấu trúc câu trong tiết số 2. Trong tiết số 2 này, chúng ta sẽ cùng hỏi và trả lời về màu sắc của nhiều đồ vật. Để hỏi về màu sắc, chúng ta sẽ có từ hỏi là what color?
What color? What color are? Các bạn cộng với cái danh từ chỉ cái đồ vật đó ở dạng số nhiều, có nghĩa là các bạn sẽ thêm s hoặc là es phía sau các danh từ đó. Ví dụ ở hình đầu tiên chúng ta sẽ có là pens. What color are pens? What color are pens? Những cây bút bi này có màu gì vậy? Vì là số nhiều nên chúng ta sẽ trả lời là they're blue. They're blue. Các bạn sẽ thay thế cái danh từ số nhiều chỉ đồ vật này vào vị trí ở câu hỏi và thay thế cái màu sắc ở câu trả lời. What color are pens? They are blue. Tương tự với những ví dụ phía sau. What color are desk? What color are desk? They are pink. They are pink. What color are rulers? What color are rulers? Những cây thước này có màu gì vậy? They are green. Chúng có màu xanh lá. Chúng ta đến với phần đầu tiên, look, listen and repeat. Nhìn vào bức tranh, lắng nghe và lặp lại. Trong phần này chúng ta sẽ có hai bức tranh A và bức tranh B. Ở mỗi bức tranh sẽ có đoạn hội thoại giữa hai bạn học sinh. Các bạn sẽ cùng lắng nghe đoạn hội thoại này và sau đó mình sẽ cùng luyện đọc với nhau nhé. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trước nè. Page 64. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Do you have pencils? Yes, I do. B. What color are they? They're green. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần này. Bạn có những cây bút chì hay không? Có, tôi có. Chúng có màu gì vậy? Chúng có màu xanh lá. Vì trong trường hợp này các bạn thấy nè, để hỏi màu sắc của nhiều đồ vật, có nghĩa là từ hai đồ vật trở lên, thì chúng ta sẽ có từ là What color are they? Are they? Số nhiều chúng ta sẽ dùng to be là are. What color are they? What color are they? Chúng có màu gì vậy? Và khi hỏi are they, chúng ta sẽ trả lời là they're. They're cộng với màu sắc. Các bạn chỉ cần thay thế cái màu sắc này thành một cái từ vựng khác tương ứng với cái màu sắc mà đồ vật các bạn hỏi nhé. Chúng ta đến với phần số 2. Listen, point and say. Lắng nghe, chỉ vào bức tranh và sau đó đọc. Trong phần này chúng ta sẽ có các cái từ vựng tiếng Anh cũng như là các cái hình ảnh đại diện cho các cái từ vựng tiếng Anh đó. Các bạn sẽ cùng nối các cái từ vựng tiếng Anh này vào các cái hình ảnh và sau đó chúng ta sẽ luyện cái cấu trúc câu hỏi và trả lời về màu sắc của nhiều đồ vật. Trước hết chúng ta sẽ cùng nối từ trước ha. Ở hình đầu tiên các bạn thấy màu đây là màu gì? Màu cam ha. Vậy từ đúng của nó sẽ là orange. Ở hình số 2 chúng ta thấy những quyển vở này màu xanh lá. Vậy từ đúng sẽ là green. Ở hình số 3 những cục tẩy này màu trắng. Vậy từ đúng sẽ là white. Và ở hình cuối cùng, hai cái ba lô này có màu đen, vậy chúng ta sẽ có từ vựng là black. Sau khi các bạn ghép từ vựng vào thì các bạn sẽ cùng nhau luyện hỏi và trả lời về cấu trúc câu những cái này có màu gì vậy? What color are they? They're cộng với màu sắc. Trước khi luyện tập chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trước. White. Orange, black, green. What color are they? They're orange. What color are they? They're green. What color are they? They're white. What color are they? They're black. Như vậy để hỏi màu sắc của nhiều đồ vật, các bạn chỉ cần dùng cấu trúc câu What color are they? Và khi trả lời chúng ta sẽ có they're cộng với cái màu sắc của cái đồ vật đó. Các bạn có thể thay từ black thành orange khi hỏi về những quyển sách này, thay thành green khi hỏi về những quyển vở, hoặc là thay thành white khi các bạn muốn hỏi về màu sắc của những cục tẩy này.
Chúng ta đến với phần số 3, Let's Talk, luyện nói. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào các cái bức hình ở trong cái tranh này và chúng ta sẽ cùng hỏi và trả lời về màu sắc của nhiều đồ vật. Để hỏi và trả lời về màu sắc của nhiều đồ vật, chúng ta sẽ dùng cấu trúc câu là What color are they? Và trả lời sẽ là They are, cộng với màu sắc đó. Ví dụ, trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai cái ba lô này màu đen. Vậy để hỏi chúng ta sẽ có What color are they? Chúng có màu gì vậy? They are black. They are black. Những cái ba lô này có màu gì vậy? Chúng có màu đen. Các bạn sẽ tương tự với quyển vở, quyển sách và những cái cục tẩy. Chúng ta đến với phần số 4, Listen and Number, lắng nghe và sau đó đánh số thứ tự. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 bức tranh A, B, C, D và các bạn sẽ cùng lắng nghe, sau đó chúng ta sẽ cùng đánh số thứ tự từ 1 đến 4 theo đúng cái thứ tự xuất hiện trong bài listening mà các bạn nghe được. Như thường lệ, trước khi lắng nghe chúng ta sẽ cùng đọc cái nội dung của các bức tranh lên. Ở bức hình đầu tiên chúng ta sẽ có cái ba lô, một cái ba lô ha, và có màu đen, và chúng ta sẽ có là is black. Ở hình B chúng ta sẽ có một cái ba lô màu cam và chúng ta sẽ có từ is orange. Ở hình C chúng ta sẽ thấy hai quyển vở và chúng có màu trắng, chúng ta sẽ nói là they are white. Và ở câu D chúng ta cũng có hai quyển vở mà chúng nó có màu xanh, chúng ta sẽ có là they are green. Vậy các bạn chỉ cần lắng nghe xem thử là một đồ vật hay là nhiều đồ vật, và xem thử là màu sắc của các đồ vật đó hoặc là một đồ vật đó như thế nào. Các bạn sẽ cùng lắng nghe nhé. Page 65. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. What color is it? It's orange. 2. What color are they? They're green. 3. What color are they? They're white. 4. What color is it? It's black. Các bạn có thể tua lại video nếu các bạn nghe chưa rõ và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Hình xuất hiện đầu tiên là hình B, thứ hai là hình D, số 3 là hình C và số 4 là hình A. Brilliant. Các bạn sửa bài vào vở nhé. Chúng ta đến với phần số 5, Look, Complete and Read, nhìn vào bức tranh hoàn thành và sau đó đọc lên. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 câu từ câu số 1 đến câu số 4. Ở mỗi câu chúng ta sẽ có một cái hình ảnh, đồ vật và màu sắc của chúng. Các bạn sẽ cùng nhìn vào cái cấu trúc câu, rồi sau đó sẽ điền các cái từ còn thiếu để hoàn thành cấu trúc câu. Một đồ vật này có màu gì vậy? Hoặc là những đồ vật này có màu gì vậy? Ví dụ ở hình đầu tiên chúng ta sẽ thấy một cái ba lô và có màu đen. Vậy thì từ hỏi sẽ là What color is it? Cái này có màu gì vậy? Is black. Từ còn thiếu sẽ là màu sắc. Vì thế các bạn điền màu sắc black. Tương tự với câu 2, câu 3 và câu 4. Ở câu 2 chúng ta sẽ thấy là một cây bút bi này có màu xanh dương. Vậy chúng ta sẽ có là Is blue. What color is it? Is blue. Ở câu 3 chúng ta sẽ thấy có hai đồ vật, hai cái hộp bút ha. Vì thế số nhiều ha, chúng ta sẽ dùng are. What color are they? Màu cam chúng ta sẽ có là they are orange. Với câu số 4 chúng ta sẽ có what color are they? Những cái cục tẩy này có màu gì vậy? Chúng ta sẽ có là they are green. Các bạn lưu ý ha, khi mà trong câu nó thiếu cái thành phần nào đó thì các bạn cứ thêm vào ha. Thêm làm sao cho nó đầy đủ đúng theo cấu trúc là được. Các bạn sửa bài vào vở nha. Chúng ta đến với phần số 6, Let's Sing, luyện hát. Trong phần này chúng ta sẽ có một bài hát liên quan đến màu sắc ha. Và các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe, sau đó mình sẽ cùng nhau là luyện hát theo.
Và trước khi lắng lại, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần này ha. Colors, những màu sắc. Màu xanh dương, màu đen, màu nâu. Màu sắc của cây bút chì, cây bút máy này là gì? Màu nâu, nó có màu nâu. Màu đỏ, màu trắng và màu xanh lá. Màu sắc của những cây thước này là gì? Màu xanh lá, chúng có màu xanh lá. Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và mình sẽ luyện lại ha. Page 65. Lesson 2. Activity 6. Let's sing. Colors. Blue, black, brown. What color is the pen? Brown, brown, brown. It's brown. What color are the rulers? Green, 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 they're green. Trước khi kết thúc lesson 2 unit 9 colors, chúng ta sẽ cùng ôn lại những phần từ vựng và cấu trúc câu mình đã học. Chúng ta sẽ học được 4 từ vựng mới về màu sắc. Black, màu đen, white, màu trắng, green, màu xanh lá, orange, màu cam. Màu cam nó cũng giống là quả cam luôn đấy ha. Ở phần số 2 chúng ta sẽ học cấu trúc câu What color are desks? Những cái bàn này có màu gì vậy? They are green. Chúng có màu xanh lá. Vậy thì các bạn chỉ cần thay thế cái đồ vật ở dạng số nhiều vào chỗ này và thay thế màu sắc ở câu trả lời. Ví dụ, các bạn muốn hỏi những quyển vở có màu gì? What color are books? They are green hoặc là they are orange. Phần bài học tiết số 2, unit số 9 đến đây là hết. Miss Thùy cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!